Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi chiều ngày 8 tháng 7 năm 2023, mình đi qua đây, thấy đẹp đẹp để quay lại để cho mọi người cùng xem. Đây là đâu ạ? Đây là cái lối vào thành phố Di An nè. Đấy, cổng chào kìa, thành phố Di An. Kính chào quý khách kìa. Đi cái hướng ngược này lại là đi ra khu công nghiệp Sóng Thần. Đấy, thế còn đi sang bên kia là đi sang chợ Di An đấy nha. Đấy, giờ mời mọi người vào tham quan thành phố Di An thuộc tỉnh Bình Dương nhá. Bên kia là khu chơi. Đấy, cổng chào thành phố Di An, kính chào quý khách. Trên thực tế là có rất nhiều người mà chưa đến Bình Dương, và có khi là đến Bình Dương rồi thế nhưng vẫn chưa qua cái khu vực này, nên là bởi vậy mình mới quay lại để cho mọi người cùng xem ở thành phố Di An này nhá. Ở thành phố Di An này thì nó rất chi là rộng, không thể quay hết được. Đấy, thế nhưng mà mình quay cái tuyến đường này thôi. Đấy, cái tuyến đường này là cái tuyến đường mà đi qua cái cổng chào của thành phố Di An đấy. Nhiều dừa không này, này. Với lại khu công nghiệp Sóng Thần thì đương nhiên là công nhân rất là nhiều. Thế nhưng mà bây giờ thì khoảng tầm 4 giờ chiều, thế nên là công nhân thì chưa tan ca. Thế công nhân mà tan ca thì đường đông lắm. Đấy, ví ba ví bô mà bé tập lái ô tô ở khu vực kia. Đấy, khu vực trong đấy. Đường này mình đang đi ở đường số 9. Đây này, cái biển đường số 9 này. Đấy, biển đường số 9 thành phố Di An. Đi thẳng ở đây thì đi ra đâu thì mình cũng không biết nữa. Đây. Tại vì cũng chưa đi. Hôm nay mới đi qua cái chỗ này, thấy nó đẹp đẹp. Quay lại cho mọi người xem. Ở đây đang bước vào mùa mưa. Thế nhưng mà buổi trưa hôm nay mưa rồi. Thế mưa trưa thì đương nhiên rồi. Mưa chiều thì cái khả năng mưa là thấp hơn, không phải là ngày mưa một lần mà mưa nói chung là rất là do ông trời, cũng không biết là một ngày mưa bao nhiêu lần, không biết có ngày mưa nhiều lần, có ngày thì đấy không có lần nào cả, ngày có ngày thì chỉ mưa có một lần thôi. Đấy, đường trung tâm thành phố Di An Bình Dương, thấy cái biển của nhà dân đề là như vậy. Đường này là cắt ngang rồi, hết rồi. Là sang cái đường này, gặp cái đường này là cái đường gì đây? Đường nhựa. Thế nhưng mà cái đường nhựa này chắc chắn là sẽ có tên. Đấy, mình rẽ tay phải cho nó thuận. Nó thuận hướng nhá. Thuận chiều mình đi. Cái đường này ra cái đường này là lại phải đợi nhìn. Đường này là đường M, khu trung tâm
hành chính Dị An, đường M. Có cái đường này thì không có gì cả nhá, đường này không có gì cả. Quay lại thôi, giới thiệu và giới thiệu với khu vực tuyến đường nào nó đông vui sầm uất nhá. Thế nhưng mà đi ở cái khung giờ này thì cũng khó lắm, đi ở khung giờ này mà đông vui sầm uất cũng khó lắm. Thì công nhân thì đang ở trong nhà máy chưa tan ca. Đường M này, trung tâm hành chính Dị An, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Ra đây là có cái biểu tượng này, chắc là tối là sẽ có đèn. Đấy, đấy. Buổi tối chắc chắn là sẽ có đèn. Dâm mát con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ, và tuổi em vừa tròn 17, tóc em thì vừa chớm ngang vai. Mình đang đi ở đường số 11 khu phố 4. Ồ, đây nó sẽ sang Thủ Đức rồi. Đây sang Thủ Đức rồi. Quay lại thôi, chứ ở đây nó không thành Dị An Bình Dương nữa rồi. Ê, thuộc Thủ Đức, thuộc thành phố Thủ Đức. Muốn quay đầu. Đấy. Ở đây nó là đường 11 này, khu phố 5 Linh Xuân, Thủ Đức rồi. Tức là qua cái video này là người xem và cũng biết được là đấy, cái cổng chào của thành phố Dị An ở đường số vừa xong là đường số bao nhiêu, đường số 9 ấy, nó giáp với lại Thủ Đức, giáp với lại Thủ Đức. Ở đây lại có cái biển thành phố Dị An nữa này. Đấy, thành phố Dị An kính chào quý khách này. Bên kia kìa, thành phố Dị An kính chào quý khách ạ. Mình đang đi ở đường này là đường Nguyễn An Ninh, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Đường phố thì ở đâu như ở đâu thì có, nó có nơi thì đó phố nhưng mà đông, có nơi thì phố nó chưa được đông. Phố vắng em rồi, có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình lướt qua nhau bước lơ đãng, chẳng ngờ đang để mất mà một tâm hồn ta đã đợi từ lâu. Thôi quay lại thôi, quay lại thôi chứ không phải là em đi xa anh quá nhá. Tất nhiên là sẽ tìm được về đến nhà thôi, ngựa quen đường cũ mà. Đi xa quá thì lướt một lượt về là nó sợ nó trọng.
đây có cái biển này, này đỗ lại để cho mọi người cho nó rõ văn nét này, này đấy, thành phố Dĩ An kính chào quý khách, trân trọng kính mời quý vị và các bạn đến với lại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tham quan và du lịch. Thì ở đây nó có nhiều nơi lắm nhưng mà mình không biết nơi nào cả. Thế nhưng mà đến đây thì vui lòng liên hệ với số máy 0368888479, lão nông Tri Điền coi như là phân hạnh người là làm hướng dẫn viên. Bây giờ quay vào cái đường lại cái đường này gần nhà là đường về đấy, đường về bản mình đấy. Đấy, bây giờ quay vào cái đường này, đây, đấy, đường số 9 này, đấy, quay vào cái đường này. Đi là đang đi về hướng mặt trời, đi về hướng tây. À, mặt trời ở bên trên kìa, nhìn chói lóa lắm. Từ cái nhà cũng vậy, người ta xây nó rất khác. Thế còn về cái vấn đề ẩm thực thì đúng rồi, ẩm thực thì đương nhiên là vùng miền nào thì có ẩm thực ở vùng miền đó. Thế nhưng ở đây thì có rất nhiều đủ ẩm thực, ở đây cũng đủ ba vùng Bắc Trung Nam nhá, ba miền Bắc Trung Nam vùng miền đấy. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh đi bảo rằng tuần sau anh tới. Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề. Đấy, chim, chim bồ câu, chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình chẳng nhỉ. Từng đôi chim bay đi, bài hát cái cổ tiếng Nga ra thì phải. Mình đang đi ở đường số 9, trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bình Dương có nhiều thành phố lắm, thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên, đấy, có nhiều thành phố lắm. Ở đây, mình rẽ vào đây cái chỗ này, có cái biển, khu vui chơi gì. À, khu mua sắm và giải trí. Khu mua sắm và giải trí Dĩ An. Đấy, đang quay video này, có số điện thoại gọi điện. Đây, khu dân cư đô thị trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, chúc quý khách thượng lộ bình an. Đấy, đỗ lại để nhìn cho nó rõ, mà không biết cái điện thoại của mình thì mình nhìn đi thẳng vào hướng mặt trời luôn này. Đấy, không biết là điện thoại của mình là nó có rõ nét hay không, không biết. Nếu mà nó không rõ nét thì người xem thì cũng không phân cảm cho. Cũng nuôi con heo đất rồi đấy, nhưng mà heo đất này là tự mình nuôi chứ không phải là mẹ nuôi cho con heo đất. Đấy, nên là cũng
nuôi con heo đất để khi nào mà con heo đất nó lớn lên đèn xanh rồi, đèn xanh là hành quân này, đấy đèn xanh. Khi nào con heo đất nó lớn lên thì đây lối này là ra chợ Di An này, đấy. Đường xe lửa. Khi nào mà con heo nó lớn thì mua cái điện thoại có cái tính năng chống rúc, đi đâu có quay cái video nào để cho mọi người xem thì nó hình nó nét hơn, nó chuẩn hơn. Nhưng bây giờ thì cái điện thoại nó không có cái tính năng đấy, để một lần nữa mong mọi người xem video thông cảm cho, chắc là xem là hình nó cứ dần dần. Đấy, bây giờ là đi ra khu công nghiệp đấy. Đường về bản mình, đây là về bản của mình khoảng tầm 35 km. Bản của mình ở trên thị xã Bến Cát thôi. Đây, đấy, rẽ vào cái đường này, rẽ vào cái đường này là đường về bản đây. Đấy, nhà máy đây này. Quay một đoạn nữa để cho mọi người xem. Mình đang đi ở đường Đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần 2, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đấy. Gallery. Đấy. Chả biết là cái gì. Tan ca nhưng mà đại đa số là phải 4:30 thì mới tan ca. Bây giờ thì sắp đến 4:30 rồi đấy. Thế nhưng mà ngồi đây mà lại đợi 4:30 để quay cho mọi người xem công nhân tan ca đông như ong, đông như kiến đi, rồi lại đến tối mới về đến bản thì hỏng hết bánh kẹo. Hai bên là công ty hết nhá, con đường hai bên công ty hết đẹp. Công ty này thẳng đây là ra gì đấy, ra vòng xoay ngã 6 An Phú, đi nếu mà rẽ tay phải là đi thì đấy, đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn này, ra là cầu Ông Bố cái thứ đấy. Để ra mà đi lấy hàng.
là có cái chỗ nào mà nó đẹp đẹp à, quay lại cái video để cho mọi người xem cũng hay là phết. Và cái vấn đề coi như là ông Linh loa đài ra rồi, ta lại có thể đi du lịch, mà đi du lịch như thế này là hiệu quả nhất. Đi du lịch trên TV, đi du lịch ở điện thoại là hiệu quả nhất, tại vì nó phục hồi cũng khóc ở nhà nhá, ở nhà cũng xem được đấy. Ví dụ bây giờ mọi người đang xem video của mình là cũng ở nhà, ngồi tại nhà mình, còn nhà ở đâu thì cũng biết thế, nhưng mà ngồi tại nhà là cũng xem được thành phố Di An này, rồi là những cái cung đường ở khu công nghiệp sống tầng 2 này. Đấy. Xe máy đường rẽ phải à, mũi tên màu xanh. Đây, khu công nghiệp sống tầng. Nhưng mà gì? Cỏ này che mất rồi. Ra cái đường này rộng lớn không? Đấy, khu đường này là đường DT743, đường DT743 vẫn thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nhá. Đường rộng lớn không? Riêng đường ở Bình Dương thì khô, rất chi là rộng và lớn, to và đẹp. Đấy, đường này có giải phân cách. Cứ đi thẳng đây là ra nhà sáu ăn phố. Ở dưới này, này cầu vượt ngã tư 550 này, đấy, biếu cù đi thẳng 8 km này, đây chung cư này, bạn ơi, bạn nghe chắc biệt của người ta về những ngôi nhà. Mình nhìn thấy cái biển nhưng mà không để ý là cái biển này có cấm theo giờ không thì mình cũng không biết đấy. Đấy mà thôi, cứ đi ở dưới này nhá. Cái ô tô đấy 18 bánh. Nè, cái ô tô đấy 18 bánh. Vừa mới đếm xong 9 bánh một bên mà hai bên là 18 bánh. Ô tô nhiều bánh quá. Đường cũng rộng. Đi tương đối nhiều nơi rồi đấy. Nhưng mà đường ở Bình Dương này cũng rất nhiều rộng và đẹp. Đấy, nhà máy cũng tên xanh này. Đi thẳng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mỏi tay rồi đấy, gặp điện thoại hai mấy phút như này là cũng mỏi tay đấy. Đi đến cái đoạn nào thấy nó hay hay thì dừng lại thôi. Đi chưa hết tuyến đường này, nhưng mà tuyến đường này thì rất chi là rộng lớn, là mọi người xem là biết rồi. Đường nhựa rộng lớn và đẹp, nhẵn. km nữa là sẽ ra đường Lê Hồng Phong này, 6 km là đến Ông Cù này, 1 km sẽ ra ngã tư này là khu công nghiệp V1, 1 km nữa nếu mà rẽ tay phải đấy. Thế còn mình đi thẳng cơ, tại vì hướng về phản là mình là đi thẳng. Đến cái khu nhà cao tầng kia là dừng lại nhá, bên ngoài tay lắm rồi. Chôm chôm, anh đi xuống Tây Đô qua mắt hôm nay mà mùi một tí chôm chôm duyên dáng em chào. DT 703.
cái đây là nó thuộc thành phố Thuận An rồi nhá. Đấy. Chứ không còn Dĩ An đâu. Đây là đây thuộc thành phố Thuận An này. Thế là xem cái video này cũng biết được thành phố Thuận An với lại thành phố Dĩ An là nó gần với nhau, đúng không ạ? Là thành phố Dĩ An thì lại gần đấy, giáp với lại thành phố Thủ Đức. Đây, đấy nhà cao tầng này. Đây rồi. Ở trên kia, trên kia đèn đỏ trên kia, cái vòng xoay trên kia là ngã 6 An Phú đấy. Đấy, đi thẳng là 3 km nữa là đến miếu ông cụ. Thế là mình thì lát nữa ra vòng xoay An Phú là rẽ tay trái là về bản của mình. Rồi, nhà cao tầng này. Thôi thế xin phép dừng video ở đây. Thế lát qua kia là phải bật xi nhan, thế mà một tay cầm điện thoại thì không thể bật xi nhan được. Nên là dừng video ở đây với tay mỏi lắm rồi. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Hẹn gặp lại những video sau. Đi đến như chỗ nào mà thấy hay hay đẹp đẹp là quay lại để coi như thế là mời mọi người xem nhá. Yeah.